Quay lên khách tới quá trời luôn các bạn. Chị Lê chú ổ bánh mì không? Một ổ bánh mì luôn chị Lê ơi. Dạ chờ xíu chú ơi, để đi. Da này 150. 500 ngàn có gọi chị. Chặt không à? Chặt không. Hết hồn hết trơn. Anh Thảo ơi, anh Thảo ơi. Nói chữ mùi nó im này. Xem một ổ nha chị. Một ổ bánh mì bên này luôn chị Liên ơi. Đi chợ, đi làm, đi học. Nắng sớm mà nắng quá trời luôn các bạn. Đây là trên đường Phạm Phú Thứ buổi sáng mình. Đây anh này bán chổi với nhà. Quá trời nguyên xe luôn. Bánh tiêu bỏ cái ớt vô. Này, đủ chưa bánh tiêu? Đẹp quá trời luôn các bạn. Đây qua đây mối luôn cho chị lấy mì đi, qua đây mối cho. Hai hộp bánh mì 30 hả chị? Qua đây mối cho. Hai ổ trên 1 kg ba gỏi là ít mỡ thôi chị, chặt hay để nguyên vậy? Chặt. Ở tay nó thấy ổ thì ổ này
Hello. Đúng rồi, Thanh Kiều Vinamilk. Vậy. Em nói này thứ 6 rồi. Hôm nay thứ 2. Hôm nay tự chụp cái chứ. Trời đất rồi, đây quên thứ hết rồi. Này quên thứ trơn rồi. Bữa nay thứ 2 á. Đâu? Bữa nay thứ 5. À, chủ nhật. Gói lọn hết trơn rồi. Tôi làm biết mà quên ngày thứ giờ rồi, quên ngày tháng hết trơn rồi. Chơi mỗi mì 20 đi chị. Là 30 à. 60. 50. 50. Dạ. Cái chặt không hả? Mấy ớt nhiều quá. Dạ. Lúc nào? Còn hai cái giò luôn bà con ơi. 20 này phải không? Quá trời bên ngoài vỡ trận luôn rồi. Bánh mì. Rồi vô trong luôn nè em trai ơi. Bốn lạng chặt không chú? Không chặt. Bốn lạng không chặt luôn. Một bánh mì. Dạ. Chị Liên ơi. Không chặt. Cho em 1 giây em nói. Bánh mì nhỏ không sao. Quá nạt luôn nè các bạn. Dạ bỏ giấy không? Có giấy không rồi? Hai em giấy đâu rồi? Không chạy lên 20 nữa. Chặt không em? 1 ký heo quay chặt luôn. Nhiều không rồi. Bánh bò nó cút dừa. Ha ha.
Bị gì vậy Tâm? Tiền giả là 500 á. Trời ơi, xuống vậy? À. À. Quá đen vậy. 500 là cái tiền mà giá lớn nhất nó mới ghê chứ. Dạ. Nhiều lúc mà khách lưu bu cái mình cũng khó ha. Ủa là bị hôm qua hả chị Tâm? Hôm qua chiều. Chắc là lợi dụng lúc mình đông ha. Hôm qua chiều em về rồi. Ủa cái gì vậy? Cái gì hả? Ủa 20 cho chiều này rồi Tâm ơi. Cái gì đó? Cái gì đó? Chàng trời bà đây luôn. Bánh mì. Rồi chuẩn bị kẹt xe luôn. Xe lớn vào là sẽ kẹt xe liền. Tấp pin bánh mì rồi các bạn. Hai ổ 30 cái lớn bác. Dạ 15 bánh mì luôn chị Liên ơi. Hôm qua không nhớ cái bọc thịt là gọi luôn rồi. Anh không nhớ, không ấn tượng luôn. Trong đó gì à, cá thịt ở dưới quê á, cá đồng rồi đó. Không mà bà ngoại bà để tủ đông rồi. Ướp sẵn bằng sẵn á. Giả bộ ha. Lấy em ép buộc luôn chị Liên. Để em giả bộ em bỏ quên luôn mà.
Không phải, ví dụ âm thầm luôn là hiểu rồi, hiểu không? Còn này nhắc chắc mọi người không không ăn được cá đồng nên thôi mình mang về. Cháu táo không? Mà ai ngờ nó lại lấy thiệt. Làm ơi, qua lấy chảo ra, lấy bếp ra. Vậy luôn hả? Trời ơi. Quê, hai chị em quê liền. Mấy mối tôi lấy chồng của anh Bụi đây rồi. Rồi đưa cho shipper liền. Mà còn biến tiếng. Của em là chuyện nhỏ mà tại vì công sức của bà ngoại phải làm á, rồi mà phụ tấm chân tình của bà ngoại nên thôi phải mang về. Cứ vài ngày là ngoại ở ngoài đầu đường nè, chành xe trước nè, cái dưới quê cái mua cá cái mần xong gửi lên cho ngoại, cái mày chích phần trăm gửi cho anh. Má ngoại ơi, bụi phụ tấm chân tình với ngoại rồi. Bây giờ tụi con có phụ đâu. Mua ba rọi hả? Tới công chuyện luôn. Tới công chuyện luôn. Ba rọi ngon. Ba rọi ngon, giò ngon luôn rồi chị, còn hai cái luôn kìa. Rớp. Ngon lắm các bạn. Nhỏ không cô? 260 cho tổng là 3 ổ không dưa á hai. Chắc bỏ luôn đi chi. 3 ổ không dưa hả? Là 60 ngàn là có dưa không dưa. Hai ổ này với ổ đó là chung. Cái ổ này 15 ngàn. Tổng muốn bỏ 60. Ra ra nước vào nước vào nước vào khẽ khẽ nước vào khỏi chặt hả? Ra dây. Cái luôn cái này. Rồi vậy nha, mẹ đi. Tại vì là ngoài đường cho ngõ 15 vậy đi chạy xe. Dạ đưa 15 đấy chú. Rau dưa nhiều. Dạ, rồi. Cho 50 ngàn xá xíu nữa đạt cho mít ăn. 26 ạ. 50 nạt xá xíu. Không có lửa cái nạt không có nghe. Nè. Hôm qua buổi chiều Út có qua đây không? Không, buổi chiều nó bán đâu. À dạ. Có ngày chồng em đi qua dẫn em đi. Chạy qua trời ơi, tiền. Dạ. Lấy cái này ha. Chiều mất bán tiền. Đây sao chớp nhìn. Cười á. Nó nhỏ cười hoài à. 30 ngàn. Biết sao luôn hả chị Tâm hả? Chị. Ba nói à.
nay nụ vui ta nụ cười hoài hỏi mà nghe hả con. Ủa bên này chị Tâm có tên thêm mới nữa hả? Nụ Tâm đây con, nói con chùa con phải cười nụ phải vui vẻ đi nụ. Hồi đó trăm ngàn ba gọi chạy 20 nụ là phải đậu nụ là chùa anh em ơi. Chúc mừng em đã trúng số 2 cái giò. Còn giò múc lên luôn Úc ơi. Còn 2 cái. Còn 2 cái. Cái này 2 ký 4 đi chị ơi. Chặt nhỏ nhỏ cho em nha. Nói chơi Lily thích chặt giò lắm nghe ông bà cô chú. Ok anh. Ok ok. Chị Tâm lẹ quá ha, chị Nga hay quá ha. Chị Nga rồi. Thấy mưa trần hai cửa cái bắt đầu á. Ồ, đợi em chút xíu liền. Đợi em chút xíu liền, giờ này chị Nga cũng dữ dằn lắm. Tranh thủ tranh thủ. Đợi em chút xíu liền ha. Sườn non luôn. Chị nửa ký để bé bên đây nè bé. Sợ sợ tôi dằn lắm đi. Ngày nào cũng đứng quay bên kia kìa con. Chị chỉ rồi mà em không để ý. Ý là chỉ bên đây. Không có, chị chỉ bên kia đó. Em không để ý. Mới quay đầu qua là gì? Dạ, nửa ký hả bé ơi? Dạ, chạy luôn nửa ký, chặt nhỏ không? Nhỏ thì chị. Ủa, bự bự hả? Dạ, vậy đó. Bỏ vô luôn ha, trời. Mấy hả? Ổ nào cũng có. Bé Úc. Bốn ổ mì luôn chị Liên ơi.
Chị Nga chạy theo chiếc xe đó hả? Ta mất tiêu rồi. Đi rồi. Trời ơi, nhanh chân ghê ha. Chạy về thay sơ rê, đầm sơ rê đồ lên xe nó mới hợp. Đợi em chút xíu anh ơi. Đợi em chút xíu anh ơi. Chị Nga sợ dành. Cao thủ không bằng tranh thủ ha, thấy chị Tâm phải không? Kèo thơm là thấy chị Nga lẹ chưa? À. Gặp sáu muối là quên xin số điện thoại liền. Hai ổ bánh mì heo quay đi. Hai ổ heo quay luôn. Trang nước mặn mặn á. Trang đậm đà cho chú. Cho hai cái bịch đi chị. Hai cái bịch luôn. Tại vì giao cho nó đi rồi. Thường thường là ngày cúng là buổi sáng đông hơn hay buổi chiều đông hơn ta? Sáng đông hơn à? Bữa nào quay chiều bữa đi. Ừ, đây bữa nào anh sắp xếp chạy qua cà chiều quay bữa. Dạ, ăn đi bánh xèo với sầu riêng. Bánh xèo quận 12 á. Có đi ăn bánh xèo không? Đi đủ thời gian đi. Bữa nào ta nhín thời gian đi. À dạ. Đây lên đó ăn. Đây lên đó có 1 tiếng à. Dạ. Chỉ có ăn chỗ này tuyệt vời luôn à. Ở đâu? Ở bên Bình Đông, bên chỗ đường Quốc Bảo. Quốc Bảo luôn, nghe nói luôn, nó bánh ngọt thì kêu tôi có cổ gì lắm. Bến Bình Đông hả? Đó là bánh xèo dưới quê đó. Có nghe mấy người nói mình nói không là tại không. Vậy mà không nghe giả bộ gũ hả chị Tâm ha? Nãy đó. Trời ơi, mày hồi nãy mới đọc địa điểm thôi. Bánh xèo miền Tây luôn ha em. Ghiền luôn ha. Sao về lẹ vậy chị Nga? Dạ dạ thối 5.000 luôn chị Liên ơi, một ổ. Hai ổ. Thấy Tết rồi đó. Cắt dày á. Cái luôn. Không dưa leo, không ngò, heo quay luôn chị Liên ơi. Dạ. Bên này không dương à. Ngoài xe đó kìa. Đó, 4-5 xe luôn ốp ơi. Hỗ trợ, hỗ trợ. Hai mươi của anh này.
Của cô ngoài xe. Cô mang giày mưa. Không phải giày mưa. Chị hả? 160.000. À, tại tấm màn che che lại không thấy. Thấy đôi giày à? Sườn ở dưới tay cô đây nè, đó bên này là sườn nè. Không, cái đùi đó. Đùi đó này. Đây, đùi là đây. Cái đùi nó nạt con đùi đó cô. Có da nè, có da nè. Chị vào trong này. Cũng lãng lắm cậu. Chắc hai công sườn nữa. Nhiều người ăn. Có cho chị đó một lạng da. Với hai công sườn chặt luôn. Đây là chồng trả tiền ba rồi. Một con ngon được 3 lô. Đâu có mở nhiều không? 100.000 tới quê. Mở nhiều không đó? Không có, nó không mở mà. Rồi chặt. Nhỏ nhỏ rồi, chặt rồi đúng không? Càng đông quá chặt giày bị hao kim hả cô? Đúng rồi, đông rồi. Là 320 không? Trăm ngàn không giặt cho anh trai luôn. Có chai nhiều luôn á chị Tâm. Đây, ba gọi mỡ tiếp tục. Ba gọi mỡ ngon lắm các bạn. Mỡ trong veo da giòn luôn, có lớp nẹt luôn. Tới luôn.
Đấm bóp hay đánh nha, em có quay vô rồi nè. Đấm bóp ha. Đã quá ta. Mỗi con người đấm bóp ha. Sao chị Nga chạy theo chiếc xe nãy có thành công không mà sao chấm buồn dữ vậy? Nhớ chừng không tới rồi. Nhớ chừng không tới. Xe nó lùn nhưng mà chị bước cũng qua. À hèn gì về sớm. Anh ơi chờ em với, chị về lẹ quá. Khổ cụ luôn. Đó để chị Tâm đi được rồi. Lẹ dữ vậy. Em là phóng hồi đại. Ừ phóng luôn hả? Nó đang xe là vậy à, bả thử xong chạy ra, anh ơi chờ em tới. Chờ em nhớ. Xong một giây sau thấy mất tiêu liền. Ai vậy anh chạy nhanh quá. Anh chạy nhanh quá. Cho chị ba cây. Ba cây sườn. Một, hai, ba. Ba dĩa cơm này ăn xỉn luôn á. Bê luôn. Bỏ dĩa ăn cây. Xong rồi mình ra. Thịt nọng 200k một ký bằng giá với bà gồm mỡ. Thơm mùi mỡ hả? Cuốn hút hả? Cũng làm ổ bánh mì liền luôn á. À, bèo béo liền ha. Chị Tâm rất là tập trung luôn á, cả chân tình trong đó luôn á, cả tấm lòng luôn á. Cố lên nậu. Ờ bữa nay không thấy anh Tèo ta. Anh Tèo có chồng rồi. Anh Tèo đi lấy chồng hả? Anh Tèo đi lấy chồng rồi. Anh Tèo lấy chồng. Tèo sao nữa bỏ em ra đi. trời cho dữ dằn. Nó chuyển qua lá dưa bông luôn rồi. Nấu tầm trưng mà gặp lá dưa bông thì sao ta? Này các bạn ơi, mọng nước luôn, ngon quá trời luôn. Nạc nhiều lắm. Bánh mì tới luôn. Ba lạng
250 là ram nhét vô ổ mày. Hai cửa chị Tâm ơi. Hai cửa hả? À, hai cửa. Hello chú Thành, chị Tâm ơi. Chú Thành tới rồi. 80 với ổ mày 15.95 ngàn chị Tâm mày vô 5 ngàn. Ra lấy nước chú Thành vô nè. Hai bình nước luôn. Hai bình nước luôn. Hả, hai bình luôn. Đúng rồi. Chúng ta cùng chờ xem chị Tâm soạn theo quay lên mâm nha các bạn. Dạ có xa xíu. Rồi, đặt heo quay gặp chị Út luôn. Heo quay lên là không kìa. Nửa ký ta lội, nửa ký ta xíu. Em bà Mai có kìa. Có em bà Mai à. Có mấy gì không? Có gì dùng hay nè. Chị lấy thêm dây ba cửa giống vậy. Dây nữa hả chị? Rồi, giờ sáu xíu ít lại. Dây kia để hợp riêng ha. Dạ. Hai chị Lâm sẵn hay quay lên tiếp. Một ổ 20 luôn chị Liên ơi. Nóng anh chị Tập. Mới vừa ra lò chuyển qua luôn các bạn. Nóng quá. Chị lên này trước cái kia hỏi. Chị hay. Chị Nụ ơi, anh Tèo tới. Trời ơi, anh Linh quá anh ơi. Mới nhớ anh Tèo xuất hiện rồi. Này nhắc tiền, nhắc bạc, nhắc trúng số đỡ quá ha. Dạ, chào anh Tèo. Dạ, anh đi. Bỏ vô. Dạ. Em có tinh thần làm hả anh? Em có tinh thần làm việc rồi. Tới công chuyện luôn rồi. Cuối cùng thì chị Nụ đã có mùa xuân. Sắp vô học luôn.
giờ luôn. Hai trăm ngàn sườn với ba đội. Dạ không á. Hai thứ 200 hả? Hai thứ. Cái này cái đó là lượng biết. Bánh mì gì cô ơi? Bánh mì đó. Xe của tôi. Xe của tôi á. Là xe của tôi. Cái này Út đụng hàng rồi. Còn chiếc SH của chị Tâm nữa. Không, bên mình. Không sao. Bữa bán được mấy cái quần cái đi du lịch. Nó mỏ lắm mà vàng đặc nha. Ai hỏi mày á? Rồi chị đổ mỏ. Đây là hỏi rượu luôn á. 100.000 xin non. Cái đó là 1 ký ha. Dạ 1 ký. Thôi nữa không? Thôi thôi được rồi chị. Nãy kim ký đó. Dạ. Nãy kim ký. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Bao nhiêu rồi chị? 320. Dạ. Mấy trăm ngàn heo quay chặt giùm luôn. Chặt giùm luôn. Dạ dạ đi đi. Dạ cảm ơn chị. Có nước chấm rồi. Dạ có em. Này này nước mắm rồi chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị Liên không cần giải thích nhiều hả? Chạy hả chị Liên? Hả chơi? À vậy hả? Ổ 15 luôn, chị Tâm ơi, chị Liên ơi. Lấy 100 ta rồi mẫu. Lấy nhiêu? 100 ngàn. Chặt lên. Chặt lên. Chặt mỏng mỏng được. Mình sẽ quay đi đi ra hả? Dạ. Bánh mì thịt hay bánh mì không cô chú? Bánh mì thịt. Hai ổ bánh mì luôn chị Liên ơi. Một ổ à? Một ổ chị Liên ơi. Em chỉ lấy 50 cái thường mà cái chỗ nào. Một ổ thôi, một ổ thôi, một ổ thôi. Của cô chú này là chung với thịt luôn nè. Một ký chặt ra luôn. Lấy nhiều. 3 gói 100 ngàn. Có ngàn chặt không? Hả? Có chặt không? Chặt. Hai đẩy tiền. Có người ta gửi mua. Thấy không cao. Thế ba ở này. Ngon quá các bạn nè. Nè, không luôn, mọng nước luôn.
không được không có nè. Siêu nạc. Nắng lên nữa rồi. Bán 300g ba rọi chặt cho dùm. Mấy hộ? Rồi chờ 5 giây. Ủa vậy hả? Mấy cái mấy độ vậy Ly? À, độ mấy hả?